ជម្រាបសួរបងប្អូនគ្រប់គ្នាបាទជួយឲ្យតំណែងខ្ញុំផងថាស្ដាប់សំឡេងឮដែរឬអត បាទសាធុឮហើយអឹមបាទហ្នឹងហើយគួយស្ងៀមជាងអត់អំពើឡាយសាកមើលក៏ដូចមានអ្នកស្ដាប់ចឹងខ្ញុំដាក់ប្រធានបទថាជីវិតអង់គ្លេសហៅថា life ខ្មែរយើងក៏ប្រើពាក្យថាជីវិតចឹងគឺសំដៅដល់ការរស់នៅណាពេលដែលការរស់នៅនឹងឡៃមានយើងហៅថាអស់ជីវិតណាមានពាក្យជាវេវចនៈឬក៏សតិសន័យច្រើនថាស្លាប់ងាប់ខូចមរណៈអនិច្ចកម្មបាទមានច្រើននៅពេលដែលអស់ជីវិតចឹងពេលដែលមិនតាន់អស់ជីវិតយើងហៅថានៅរស់ឬក៏នៅមានជីវិតមែនតើទៅជីវិតគឺជាធម្មជាតិម្យ៉ាងជាបំណែកមួយនៃធម្មជាតិបើកាលណាយើងបានយល់ពីជីវិតថាជាបំណែកមួយនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងការរស់នៅនឹងវាមិនជាមានការតឹងតែងប្រមាណទេបើត្បិតថាជីវិតហ្នឹងវាមានភារៈច្រើនក៏ពិតមែនក៏វានៅតែក្នុងបាទហៅនៅកន្លែងដដែលហ្នឹងមើលអូជិះមានចេញមកខាងនៅកដែលអត់ថាឡាននៅកន្លែងដដែលអត់មានថ្នាក់ទេចាំញោមទៅទៅអត់អីហើយនៅខាងក្រាំងខាងក្រៅអត់ទេខ្ញុំមើលអត់ឃើញដែរនៅតាទេនៅចិត្តហាងឬក៏
nấu khăn cào hang rồi còn nấu khăn khăn hang mình tới nhom mò nấu ngay ớt khơi thôi nè thằng lái nấu cái lái cái đái lên mình tới nè thêm ở đây chưa? Ở đây không tư cái lại không? Lấy cái này không mà đâu? Em lại. Bà. Miễn tôi hay đấy. Giờ mới cái lời dạy thua. Nè, tại vì cái lưỡi nó. Chứ con đã ớt miễn xuống. Chỉ vết cưng chắn ở bao gồm rồi á. Lấy những khi em kết thà cười dây ở gần anh du một tích thành đã vài phút mà mi cột màu bị mỡ cho dân đồ thật hà là ca tam năng tích mà thật flexible từ hơi đi để ruộng năm nào mọi khơi khi em mới nhận bạc lạ nó xong chuẩn bị xua bong bồn còn khmôi đừng ốc nè đôi chỉ ti cổ rút rộp an nhóm ốc đang ổn đừng dưới ấy khơi như phóng nhẹ tâm đào màu bị hot khi em đã có thêm là bọn thay chỉ vết được kiệt tự khánh để bắn bàn và mấy ai chạy một lệch à chỉ vật nó là mất chỉ vật nó chỉ vật có chứ bầm này lấy thông mà chưa đâu rồi đâu chứng thông là chết nên lấy thay về nguyên sự thiệp thông ở đây là bỏ về chỉ vật chân nó nên lấy copy rụp về tình lý sinh nhà xong khai vì nhiên lắm rụp về tình lý sinh nhà xong khai vì nhiên lắm có chưa được bỏ càng tư cái chạy mẹn dơ màu mấy cục là mấy Paul về trình chẳng này miền bắc sân bờ đây đợi đợi mình ở chỗ họ chạy dài nhóm kịch hà mà mấy ở tầng màu này chẳng là lạ lắm đây ô làm tranh ở đấy nó lơ phơ chọn chọn phơ còn té cần là đã lại cho mình đẹp xua bong phôn đâm mà phơ nữa có đào phê về lìa chẳng thầu thơ mạch thầu thơ tam hai để cua cả lên hết cục và bây giờ mình
bất sân ba mấy cái tên về đo chẳng về thở chẳng thằng hai bên cha để score chỉ vật nâng tam sẽ cái đấy bất về mình chỉ tăng tay ấy tê tê ai còn mình có bay bịp thiệp bịp tâm chỉ nơi phát được cơ hội này ở chỉ vật nó về mình tình nguyện tôi còn cái chỗ này chẳng bàn nếu không phải chạy hồ nắng dân cọp bay thật sang từ thức môn vay được nhóm thầy thầy nó người bàn tù chỉ vật môi tiền máu à, có đăng này đăng riêng chả ơn còn này bọt phía sau chỉ vật nó khơi đào phía mày tha chlong chlong tuần lê cái mau bị chia chứ tiền và vấn đề là dùng tổ mục đích bằng cái mau ruồi dùng từ ọt cá đấy cá ớt dùng cho mòn chè nghe từ nó ọt thỏi cho mòn chè bằng cái mau ruồi trong xem lấy bằng ổn tích nhầm ở sở tới trong bàn lâu chấm môi là hột hay nực hơi tràn nực hơi đầm bịa khmai dữ và bịa tha miên tùng nguồn miên tùng nguồn ai đó về và sột bẩn nó như hai thà sột nào đi dân thở tự sự làm chà tự sự làm mà chơi của má mà chơi của ban phần có chốt chơi tự sự làm cái này dùng ai tự sự làm bạn ai của ban thì sột tua vừa chư khuôn ấy ban chư đấy vận tài dân lâm nâng khởi nghiệp chư chấp rồi bỏ sực đây đài bật sột mật nâng gư chư chấp ốc cha mà hà cài lên trong chạy lên đò côn côn từng lái chỉ sực đây tục bỏ mặt đài chư chấp về tâm ra nâng gư ốc cha để gặp đàn của mình là ai nè đang mùi hay mùi tiết nhầm căn để khơi thà đây mai dân bà bịa thà chlong tình lê nó cứ trâu mỏng chlong tình lê chlong khẩn mật nó cứ chlong cắt cuộc thân ạ chơi một ai ta 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 bây giờ nó có lực hơn tha phêl và phêl nó cứ chỉ phêl để trở cả nơi cả bắt đầu làm chặt đấy xem ra mẹ miền đại cứ việc bắt đầu nó cứ tha ua lại xem mình việc cái đấy tầm tay xem phêl bằng tha ตัวระบวนตัวชอบตัวเนี้ยไอ้อย่างนั้นมันกลัวอวตารเมียนเนี่ยเป็นนั้นตัดเฉยเนี่ยมาใช่
dương mình ai chui chui bàn bàn ta bàn này tiếp cọ cái nào bàn chân bàn miên sợi dây khác quật ai chuốt đại sa sọp cây đàn và sốt bột nướng sập từ đây từ miền đến là hello chúng tôi có thể một lần là đấy bây giờ là lại cho bạn các bạn đây là được chưa tôi về được phải tới thay à thì chặt rồi chặt tiệt khó à nó được trọt mà này à thầy mùi tiệt không à thêm đại ca vô chặt tập đại đúng không nè cái liên nó bật thả bật bật cho hay là doctor hay bật rót bật 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 rót hay là anh chị bật hai cái chuồn đấy khi mà mình chọn bật thêm ấy đây khi mà còn là chúng đẹp số ống cha 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 xong hết rồi anh ấy អូចាអូសុំអរគុណចាចាទូចាជម្រាបជាចាកូនចាសុំអរគុណជម្រាបលឺវល់វល់ឥឡូវខ្ញុំដកមិចចេញអូចាទេទៅបងអរ៉ុនវិញមកលឺឯងខ្ញុំនិយាយអត់មិចមកលោកកូនឯងមកចង់សុំទិញទឹកដោះគោទិញសាជូចាំទុកសាជូ còn ta ở lâu tập xe na chờ chờ lấy tay chờ xin chờ chờ tờ tờ khổ cả lấy cả chúng mình miền dương nào để châu tờ này với nhọn cả tiền chờ 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 còn đây tay chờ xin chờ bọn ôn than lư sờ lên vòi vó tê su ôn ron vinh mà lư chứ mà hả ôn rắn khoan mau khoan mà đong tiền mới để lưu cho bà hết khi mà đọa mệt chính chà chú mẹ xô con bà nàng ngày đời xa về nơi chạy thì nhóm tịch đã tu sập ở đấy ở phần nắng trong vậy và xa thuộc nàng ngày trong lực xa lăng vinh tịch thà trong chàng trai bắt bị sao thà rương nắng về chia đường thâm mây sầm đẹp nhóm tay mình mềm chia đường thâm mây sầm đẹp bọn hôn dân đẹp miền cù xa dù dù hài như thế bạn đề nâu bê để nhóm nơi cả lại nâng để đại chết cầm phong tại đó cầm nào đó sẽ chết nước nhóm nực hơi như đường bị bay nực không kia tầm mùi nữa đây này nực hơi bia để chạy chạy dương một giây long tuần lệ là cứ về sự chập về cứu thân này khang bật mền hay có chỉ phê về lý nông thiệp chỉ đầy cù nâng miền xa rạ sầm khăn chẳng nè nông ca lo cầm lang chật và hay mùi tiệt nhầm nó khơi nhầm đòl hiệp vô chất tục đạn và bỏ cồng cụ bè đó mình đang thà vì là ó và ó ó khăn mà nông chất dạng mấy khi mơ mình khơi nhé mình tay ê đi dạ bọt tiền xây tiền pro tiền doctor nó cứ
មានការលើកទឹកចិត្តអ្នកឆ្លងទន្លេនឹងខ្លាំងមែនតើទូនឹងហើយបាទពេលទូទៅខ្ញុំវាមិនសូវបានផ្ទាល់ទេបើកាន់តែនេះវាជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ហើយទោះបីស្រែកឬយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏អត់មានបន្ទោសអត់មានអីទាំងអស់គឺប្រើពាក្យ you did you amazing you amazing អូអស្ចារ្យណាស់អញថាត្រូវហើយដូចថាអញល្អណាស់ធ្វើត្រូវហើយប្រឹងតិចទៀតទាំងអស់គ្នានោះគឺថាស្រស់គ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចិត្តតែមើលទៅខ្ញុំចេះគិតថានេះវាជាហ្នឹងហើយហើយកាយវិការពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀបរាប់អស់ហើយវាជា privacy កន្លែងហ្នឹងបើខិនថាបាទតើនោះហួសទៅសាជួយលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើណាហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បាត់វិសោតបងប្អូនយើងនៅស្រុកយើងចេះតែឲ្យទៅទៅពេទ្យប្រសូតបាត់មកវិញបានរឿងໃຫយពេទ្យស្ដីឲ្យអីចេះចោះណាស្រែកទៅគេស្រែកឲ្យគេថាឲ្យអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំមិនគិតថាពេទ្យទាំងអស់សត្វតែអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែឮមកអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំទៅជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅវាសិលធម៌សំខាន់ណាសំខាន់ជំនឿសិលធម៌ហ្នឹងហើយពេលខ្លះស្រែកនឹងខ្ញុំចង់ស្លាប់តែតាឈឺខ្លាំងអីចឹងហើយដល់ពេលប្រសូតហើយហ្នឹងគ្រូសាខ្ញុំក៏សុំទោសគ្រូពេទ្យក៏ថាលឺប្តីខ្ញុំថាខ្ញុំស្រែកលឺណាបើសិនជាមានការរំខានអីក៏សុំទោសអីចឹងថាណូណូអត់ទេអត់ក្រាណូក៏ថាអត់មានអ្នកណាស្រែកលឺឯកន្លែងនេះក៏ប្រើពាក្យចាស់អត់មានណាស្រែកលឺឯកន្លែងនេះចាតែណែធ្វើ amazing you are amazing you know that វាអស្ចារ្យមកដូចថាអឺតែធ្វើត្រូវណាស់ត្រូវហើយណែណែអស្ចារ្យមែន good girl អូចឹងហ៎ខ្ញុំចឹងបានក្រៅពីការចឹងបានជាយើងនឹកឃើញដល់សង្ឃៈធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្រៅពីការឲ្យទានឬក៏ការជួយអីហើយគឺត្រូវមានអបិយវាចាមួយទៀតសំខាន់យើងមិនគិតមិនបានទេកន្លែងហ្នឹងជួយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការជួយហ្នឹងត្រូវទៅជាមួយគ្នានឹងបិយវាចាណាពាក្យសម្ដីពីរោះហើយសំខាន់អ្នកដែលកំពុងតែកោតទុកហ្នឹងមានទុកលំបាកហ្នឹងខ្ញុំចែកលេខហ្នឹងគ្រាន់ថាយើងក្នុងយើងអ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងក៏យើងមានធ្វើការងារហ្នឹងដែរយើងសិក្សាពីគេខ្លះកុំប្រញាប់តូចចិត្តទេសរសើរគេទៀតបាទតែគ្នាអីអត់ទេយើងរៀនអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចបំពេញបុណ្យកុសលស្របពេលដែលយើងបំពេញការងារហ្នឹងល្អមែនទែនហ្នឹងហើយហើយមិនមែនថាយើងចែកថាពេទផ្សេងមនុស្សមិនមែនពេទផ្សេងមែនទេវាជារឿងទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែពេទក៏មានក្រុមគ្រួសារជាប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាសូម្បីតែពេទក៏ជាពេទក៏ឈឺដែរយើងសាបព្រោះនៅពាក្យសម្ដីល្អការយកចិត្តទុកដាក់ហើយវាគង់តវិលអាសេចក្តីល្អនឹងមកដល់ខ្លួនយើងខ្ញុំកាលមកជួយពាក្យសម្ដីល្អនិយាយទៅគេថាសបោអីហូបដល់មកវាទាំងផ្ញើហើយអាស័យផ្សារផ្សេងយូរអត់អត់ដែរអត់ដែរបងដែរទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនមិនមានអីចែកចម្លែកទេគ្រាន់ថានៅតែក្នុងធម៌ជីវិតនេះវាមិនមានអីខុសពីភាពធម្មតាហ្នឹងទេតែយើងចេះរៀបចំល្អយល់ដឹងបានល្អវានឹងមានការរស់នៅហ្នឹងវាមិនជាតឹងតែងពេកអញ្ចឹងណា
บองโอนในชราอันก็เจ็ดแต่จำมือขยมจะมือขยมเมียนโกนมาดองมือเป็นละไม่นั่นไงขยมสะด่าอันนี้มาดองตีนไม่ตลอดฉบับเชียงมนบ่าอะไรยายติดสันอ่ะได้โยมสนจะដាក់ទូរស័ព្ទបងចឹងវាក្តៅអូចាមិនដែរបងប្អូនខ្ញុំដាក់អានេះវិញវាច្បាស់នៅច្បាស់ជាងមុនទេបាទនិយាយបន្តិចមុនចេញទៅធ្វើការងារបន្តទៀតអត់អីថែមនេះតិចលឺល្អហើយបាទសាធុនឹងហើយខ្ញុំអត់ធានាទេថាការដែលថាខ្ញុំរៀបចំគ្រួសារនឹងវាបានល្អប្រសើរឬថាកូនកើតមកនឹងវាបានល្អធំឡើងទៅវាព្រមដើរតាមមាគាដែលខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញឬអត់នឹងខ្ញុំមិនសង្ឃឹម 100% អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែថាការដែលយើងដើរវិថីជីវិតនេះគឺយើងធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងគិតឃើញថាល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលលទ្ធផលវាចេញមកវាស្របតាមហេតុរបស់វាបានប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងខំអស់ហើយយើងរៀបចំល្អអស់ហើយអីស្រាប់តែគ្រួសារឬក៏កូនមិនបានតាមបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងឈ្មោះថាយើងបរាជ័យអត់ទេបងប្អូនមិនអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយយើងមើលតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមានញាណដ៏កំពូលយ៉ាងនេះហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះរបស់ព្រះអង្គនៅតែមិនមានបនិស័យក្នុងការស្ដាប់ព្រះអង្គបិតាក្មេកអីអញ្ចឹងក៏មិនមានតាមអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ផ្ដល់ឲ្យដែរប៉ុន្តែពាក្យថាជីវិតនេះវាត្រូវតែជួបប្រទះនៅអត្ថារម្មណ៍និងអនិច្ចារម្មណ៍ជាធម្មតាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមិនមែនថាអេតើយើងរៀនធម៌ទៅរៀបចំត្រូវតល្អទាំងអស់អាហ្នឹងវាខុសពីធម្មជាតិទេខុសពីធម្មជាតិហ្នឹងហើយពីព្រោះខ្វះអីឪពុកម្ដាយជាអរិយបុគ្គលប៉ុន្តែកូនមិនមែនជាអរិយបុគ្គលពីព្រោះបរិស័យមកវាផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាអាចវាអាចសម្រេចបើមិនបាន 100% ក៏វាបាន%ច្រើនខ្ញុំចង់ចែកមេកបងប្អូនដែលពិសេសរស់នៅបរទេសនៅបរទេសនេះមានកូនខ្លះមិនងាយនិយាយចេញទាំងភាសាខ្មែរទាំងភាសាអង់គ្លេសអាយុ6 7ឆ្នាំហើយនឹងចង់និយាយខ្មែរក៏មិនចេញចង់និយាយអង់គ្លេសក៏មិនចេញបញ្ហាមិនមែនមកពីកូនទេគឺឪពុកម្ដាយដោយសារឪពុកម្ដាយគាត់និយាយភាសាពីរបញ្ចូលគ្នាខ្មែរមកកណាត់អង់គ្លេសមកកណាត់អញ្ចឹងនិយាយតែអញ្ចឹងនិយាយខ្មែរមកកណាត់អង់គ្លេសមកកណាត់ដល់ខ្មែរមកកណាត់អង់គ្លេសមកកណាត់ហើយអង់គ្លេសហ្នឹងវាមិនអង់គ្លេសត្រូវទៅទៀតអង់គ្លេសវាខុសទៅទៀតណាអង់គ្លេសយើងគិតហ៎បើនិយាយវាច្បាស់ត្មងវាមិនអីទេតែនិយាយអារបៀបអង់គ្លេសក៏វាមិនចំតួអង់គ្លេសណាទៅពេលកូនហ្នឹង copy បានតែមកកណាត់ចង់និយាយអង់គ្លេសក៏មិនចេញចង់និយាយខ្មែរក៏មិនចេញមានអញ្ចឹងដែរ
ai dương sắc xa bị khmer đại cầm bông thể áp bị vọt khô cả bá cứ bà cầm bông ta chậm nửa vậy để thay thay bộ mô tên ở đây xây để thay thay đập về dương dương đã xây về mình cho bà hỏi chẳng nè mà cần nạt chẳng khnề từ tu lọt bàn chẳng giờ người chết nhỉ miền khmer khá nào giúp bồng bay cho nam dẹp chẳng chẳng person bây giờ chẳng bắt đầu lời côn khmer để tập để chấp bắt đầu sắp bắt đầu vô đằng nắng xem kịch hà bởi như vậy phía xa ấy ở bên sập phía xa nâng từ bạn khnề chấp bàn ấy bạn miền lùm nâng phía xa mùi khnông khuôn ấy chạm chạm mùi tiệt đó nâng về viêm sơ răng sẽ và xem miền plan này plan bột nhom 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 nâng đặt chấm bắp muối thành nơi té ọt oi miền này như vậy ông lệ để nâng này nẹt mò lén cơ sôm oi như vậy khmai đồng ngõ oi ta khmai mò lén cứ oi như vậy khmai ngõ ọt oi như vậy ông lệ nâng này oi oi cô nâng quật vô phía xa khmai mui ở bàn vô ở bàn anh ấy nhom vô cô nhom bị sọt muốn nhom vô tôi bị sọt côn cái cả lô về của bạn chẳng khi ông sông bị sọt côn khi ông mồi sần nhom chẳng ở côn nâng ai miên tầm nẹt tầm nuông là o cho mồi khmai tiền khmai nó bò là tê cái đấy tiền khmai nó sọc cái đấy cứ ở cọt mò nâng ở nơi dây khmai nó ở chế ba tầm đó anh ấy khi ông cầm rốn ngay bên là bàn phò bên này khi ông ở đăng ấy chạm chui mơ tầng ở khnề bóng nè hay đò là dụ chật chồ sả lá nâng bàn dừng ai xòm vô tận đạn nơi chào khe kha ơi xòm mọi ở trẻ ông lê kha chẳng tới phần là tập bốn cứ ơi lư tới khmai tụ bay chia device để trong tăng chất thà nâng sật cam vị thí ở mọi miền internet để chọn ơi cô nâng trẻ ấy đồn lột do đã thập phần năng hay bầm mơ hay thằng miền là phần năng này ai oi can phần này dừng dừng chọn oi oi mơ phần này cứ miền là phần năng không năng ăn miền internet đấy này oi miền là phần năng hay bầm mơ hay tờ dừng oi miền ở đây chẳng cả cái việc là việc ta đái vì ai đừng thôi nhỉ vì mình chỉ can vô về tại bây giờ ở shop internet trong cơ thể trên vì mối từ mối trên từ mối từ mối anh đang bị attach kháng á để dừng của bạn miền khmer để chờ đào nó cứ nhiên nhiên năng à tablet năng mở telephone chờ đào hay là hột đào đỏ ở bàn hay như vậy còn mình sâu chèn nè nhưng vì sao thì mối sự chuyện mối ra này ai cũng đại khai có khai côn khăng vậy phía xa luôn ấy khai côn khăng cũng khai nó về tôi đây là không nại bao giờ miền miền cù sa môi nó mai dân cật cật mai chân á cật mai chân hay cật ai vừa liền côn ở che phía xa chân vẫn cật chân chán chieng cật chân được vẫn là chân mà nó sọc mai ban mà dạ cật màu ô xử lý nó nhưng lư mùi vậy phải dùng mình nhé lo cật phơ ban lo cả nó cọ toàn chạy khmai đi cọt cọt chạy thật chân thế đôi bàn tao nấu khmai không mùi cọt một nếp phân cọt sạp cụm mùi khmai có cọt chạy khmai tao đắng ấy tại cả để cọt miên cố nó cọ toàn chạy khmai đi cọt chạy thật chân hay ong lề cọt chạy thật chân hay ong lề hơi nấu tiếc còn dây thật chân này dây thật chân ấy côn trong khăn trong ấy có ác hoàn khăn khăn ấy ta cọt su chỉ chân cứ trâu ta chơi chỉ chân bầm chơi chân ở bàn tìm phò tới côn quát thơ ca bẹ con nâng chụp bạp nâng hay khai ăn à tệ thì chôn đời chả đáng cứ chân này ấy nâng ní thấy dân đáng chân sợ nó đôi chân thì dây chân á đạp tới ở đôi khmer cả nơi sọc này
ແລະគឺគឺដូចក្មេងកើតនៅស្រុកចិនបណ្ដោយអញ្ចឹងធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយចិនណាល្អមែនតើឯកូនហ្នឹងក៏អរគុណម៉ែដែរបើម៉ែមិនបរៀនឲ្យចេះអញ្ចឹងការងារគាត់ពិបាកហ្នឹងហើយតើឲ្យកូនថឹងម៉ែមិនព្រមបរៀនខ្មែរខ្ញុំមួយទៀតចង់ទេណាចង់ចេះខ្មែរទេណាមកថាបរៀនខ្មែរស្អីបើគាត់ទៅចេះខ្មែរដែរនោះអញ្ចឹង គិតថាມັນតន់ហួសពេលទេយើងទាំងអស់គ្នាក្រោយក្រោយហ្នឹងគឺព្យាយាមនិយាយភាសារបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងនៅបរទេសក៏ច្រើនដែរបើសិនជាមានកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងស្អីស្អីហើយយើងនៅផ្ទះជាសាលារៀនភាសាមួយយ៉ាងល្អបំផុតបើយើងរៀនភាសាផ្សេងគឺទល់តែទៅសាលាបានមានអ្នកសន្ទនាជាមួយ មានអ្នកនិយាយជាមួយប៉ុន្តែបើយើងនៅផ្ទះហ្នឹងវាជាសាលាមួយដែលរៀនដោយមិនបាត់បង់លុយហើយចេះដល់ភាសាមែនទែនចង់និយាយមិនក៏បានដែរបើយើងទៅរៀនសាលាជាងការចេះថា formal ចេះថាភាសាផ្លូវការដូចច្រើនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយនៅផ្ទះភាសានិយាយកំមិចកំមើមនិយាយគេថាក្រៀមភាសាឬក៏សំនួនវោហារមិនយើងនិយាយបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដាក់ច្បាប់ទេណាពេលសាជាតិ យ៉ាមានយាយគាត់មកនឹងចៅអីហ្នឹងណាអរទេអរទេហ្នឹងអរុនសួស្តីចៅអានឹងបាទហ្នឹងហើយសួស្តីពេលព្រឹកបាទណូគាត់មកនេះហ្នឹងហើយបាទនឹងជម្រាបសួរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងពិសោធន៍លើសុជាតិសុជាតិ ពិសោធន៍លើនកូននៅទីក៏លោករស់រឿងតែខ្ញុំមើលឃើញផលល្អហ្នឹងហើយយ៉ាងហោចក៏ខ្មែរយើងមានចិត្ត20លានអ្នកដែរ7លានដល់10លានដែរនិយាយភាសាមួយហ្នឹងហ្នឹងដល់7លានៅក្នុងស្រុកហើយមិនតិចជាង1លាន2លាននាក់ទេដែលនៅ over the world នៅទូទាំងពិភពលោកបាទហើយបើកូន មានការងារល្អក្នុងសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្មែរគឺមានអីមិនល្អហ្នឹងហើយអត់មានអីមិនល្អទេខ្ញុំគិតថាល្អហើយយើងក៏មិនអាចបន្ទោសក្មេងៗបានថាម៉េចក៏មិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងប្អូនឬបងប្អូនទៀតទៅយើងនៅនេះក៏ដោយក៏សាច់ញាតិនៅស្រុកខ្មែរច្រើនដែរហើយបើគ្នាអត់ចេះភាសាខ្មែរឲ្យគ្នាទៅស្និទ្ធស្នាលមិនយាយមិនយាយវាមិនកើតឃើញទេហ្នឹងហើយ គឺរៀននេះយើងមិនមែនថាយើងគិតជាតិគិតអីមិនបាច់ឥឡូវមិនបាច់គិតជាតិគិតអីគិតថាដំណើរជីវិតយើងមួយរស់ឲ្យវាស្រួលទៅហើយឲ្យវាចេះភាសាកំណើតមានមិនមែនកិច្ចការងារហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេជាមួយជនជាតិដើមរបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានរឿងល្អច្រើនហើយមានចាំបាច់ទៅជួលអ្នកបកប្រែណាទេ បើមានការងារអីពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្មែរចាំបាច់ទៅជួលអ្នកបកប្រែណាទៀតយើងចេះខ្មែរហើយទៅវាមិនស្រួលចំណាញ់តាចំណាញ់ហើយជាសាលាមួយដែលវឹកហាត់ការនិយាយដោយមិនចាំបាច់បងលុយនេះខ្ញុំនិយាយតែអ្នកដែលមានពេលណាក៏យល់ដែរគ្រូសាស្ត្រដូចច្រើនគាត់ ខ្វះពេលវេលានៅជាមួយកូនអានឹងខ្ញុំមិនដាក់សម្ពាធទេប៉ុន្តែគ្មានពេលយ៉ាងណាក៏យើងនៅមានពេលខ្លះជាមួយកូនដែរបបាក់បន្តិចអានឹងនិយាយរួមបើបដោយពេកកូនលែងនិយាយខ្មែរសោះយូរយូរយើងបបាក់ដដែលមានគ្រូសាមួយនោះគាត់ឆ្លាតគាត់ឆ្លាតក៏អត់ចេះអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងទៅគាត់ គាត់គិតថាខ្លាច់ធំតិចនិយាយមួយកូនអត់កើតដូចយើងគាត់ខំតែបរៀនខ្មែរកូននឹងមកពួកគាត់អត់ចេះអង់គ្លេសដូចចឹងធ្វើម៉េចឲ្យកូននិយាយខ្មែរបានអញ្ចឹងទៅទោះបីកូនធំក៏ដោយក៏នៅតែនិយាយគ្នាកើតហើយបើសិនជាយើងអត់ចេះអង់គ្លេសផងអង់គ្លេសក៏មិនដឹងស្អីណាផងហើយកូនអត់ចេះខ្មែរបន្តិចទៅវាលែងចង់និយាយមួយយើងហើយនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានបានតែរឿងហូបបាយហូបអីចឹងទៅដល់រឿងការងារអី ដល់ផ្លូវវិបត្តិផ្លូវចិត្តគ្នាគ្នាមានបញ្ហាអីនិយាយវាអត់ដឹងគ្នាដូចយើងអត់ដឹងគ្នាអាហ្នឹងគេជាបញ្ហាហ្នឹងហើយជាបញ្ហាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកូនមានតែពីរទេមួយបើយើងមិនប្រកែអង់គ្លេសត្រូវបរៀនកូនឲ្យចេះខ្មែរ
nâng đâm bay ở dưỡng bán chia tí bạc xa lọ bỏ cồn pi bà và riêng côn mình ai ở chạy khmai tới dưỡng trâu tập răng ong lê ở khlăng ở nâng đâm bay miên phê xa tình nẹ tình đồ mùi cồn chân bà xanh chia từng pi nâng dưỡng ở miên phê xa nam mùi đâm bay tùm nẹ tùm nông ở bàn lọ chì mùi cồn tới dưỡng bật chìa khlịt chàng ai bì côn bật chìa khlịt chàng ai bì dưỡng ai mình rương tình lái bì cao miên hẹt chân á nâng ai chẳng xong xong bình chọc tài bản này cơ rục cho việc lia bóng bồn chí vật cứ thăm đa mình ấy ở cha đi cạt màu miền phê đẹp mùi mình nè này việc lia